Hello, chào các bạn nha. Thì nay mình cũng tiếp tục ươm hạt giống đó các bạn. Thì đây là những cái hạt thọ mình ngâm nước đó các bạn. Thì nó nảy mầm như giá luôn nha các bạn. Đó, nó nảy mầm nè các bạn. Thì mình đang tiến hành trồng nè. Đó. Thì đây là mình ngâm cho nước nhiều chút xíu để cho nó loãng nó bung ra các bạn. Đó thì mình tiến hành gieo vô dĩ vô bầu cũng được nha các bạn. Đó thì đây là mình chia sẻ kinh nghiệm của mình trồng ha. Các bạn nào thấy cái kinh nghiệm nào nhanh á, cách nào nhanh nhất á, các bạn chia sẻ comment bên dưới cho mình để mình cải thiện hay hơn ha. Thì đây là cái cách mình trồng nhanh nhất nè. Đó thì là các bạn thấy nó nảy mầm như giá luôn nha các bạn nè, những cái hộp như vậy nè các bạn. Đó mình bỏ vô dĩ đây để mình quay lại cho các bạn xem ha, tại vì một mình vừa làm vừa quay thì nó hơi một chút, các bạn thông cảm ha. Đó, thì mấy ngày qua thì mình cũng gieo nhiều rồi, thì nay mình cũng còn chút đỉnh nè, mình sẽ bỏ hết luôn đó. Thì mình trồng vô dĩ, trong bầu thì mình trồng đầy hết rồi, còn này thì còn chút đỉnh mình trồng vô dĩ luôn, tại vì mình trồng bầu nó không có đủ, mình phải bắt buộc trồng dĩ các bạn. Thì nó nảy mầm như vậy nè các bạn, đó như giá luôn các bạn, để lấy nét lên cái đó. Vậy là các bạn bỏ vô các bạn rắc lớp tro nữa là nó lên ha. Rồi chúng ta khỏi, mình thì trồng để ngoài nắng trực tiếp luôn nha các bạn, mình vô dĩ xong mình đem ra nắng để trực tiếp luôn, không có che lưới lan gì hết á, mình để trực tiếp luôn đó. Tại vì mình vừa làm vừa quay á các bạn thì nó hơi chậm chút, chứ mình không có quay video thì nó nhanh nha đó. Thì mình cứ bỏ bỏ như vậy nè các bạn. Nó thì mình gieo như vậy là họ lỗ nào là chắc cú lỗ đó luôn, bầu nào chắc cú bầu đó luôn nha các bạn, nó không có bị lo sót bầu ha, nên đều rang luôn nha. Tại vì cái này nó nảy mầm, cái hộp nào nảy mầm thì hộp đó nó lên là như vậy nè các bạn. Đó, nó ra rễ vậy đó, mình gấp mình bỏ vô vậy thôi đó. Mình xong rồi mình rắc một lớp tro, thì đây cái kỹ thuật mình thấy nó nhanh nhất của mình đối với mình á. Các bạn nào có cái kỹ thuật hay hơn các bạn comment bên dưới chia sẻ với mình ha, để mình cùng nhau làm cho nó đạt hiệu quả cao hơn ha. Thì đây là những năm mình thường trồng như vậy đó, như vậy thì mình khỏi, mình cho nó ra nắng trực tiếp luôn từ nhỏ tới lớn luôn đó, khỏi che lưới lan, khỏi che gì hết. Còn có những bạn thì có theo cách của các bạn kia, thì có nhiều bạn thì xạ rồi nhổ cây con cấy vô rồi phải che lưới hoặc là để trong mát chừng 2 3 ngày thì nó cũng cũng mất thời gian. Còn như mình thì như vậy thì mới ra lúc đầu thì mình cũng khá là mất thời gian, nhưng mà sau này mình trồng thì nó tới tới mình lúc mình cây con mà nó lên rồi các bạn, thì nó mình khỏi cần cấy, mình để vậy luôn đó, tới tới ngày mình vô chậu lớn thôi. Thì đây là cái kinh nghiệm của mình. Đó, thì bạn nào thấy hay thì đăng ký kênh theo dõi để ủng hộ cho mình ha. Nhà bạn nào thấy nói chung có cái kỹ thuật nào cao hơn á, thì các bạn chia sẻ cho nhiều người cùng làm theo ha. Thì đây là cái kinh nghiệm của mình thì mình chia sẻ đến với các bạn xem. Cũng cảm ơn các bạn thì thời gian qua cũng theo dõi những cái video về nhân thọ của mình. Thì đây là cái kinh nghiệm kỹ thuật của mình, không phải là kỹ sư, nhưng mà thật sự ra mình làm theo cái kinh nghiệm của mình hàng năm thôi. Thì mình có nhiều mình chia sẻ nhiều, thì mong các bạn đón nhận và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Mình cũng để cái làm mình cái động lực để mà làm những cái video tiếp theo. Thì mỗi năm nó sẽ có một cái kinh nghiệm khác nhau ha, thì tùy theo thời tiết nữa. Thì mình cũng làm thì cũng cần theo dõi rồi kinh nghiệm rồi làm rồi chia sẻ lên cho các bạn xem. Các bạn nào hay thì nhớ ủng hộ cho mình, cảm ơn rất là nhiều. Đó, đây là chia sẻ cho những bạn nào mà thích theo cái kiểu mình, cái nói chung là cái cách gieo vạn thọ này thì nó cũng nhiều nhiều cách lắm, nhưng mà cái cách nào hay nhất thì mình làm thôi. Nếu như mình về thì mình xuống mình ngâm một lần một, mình ngâm giống một lần một các bạn, thì nó sẽ nảy mầm một lượt một luôn. Nó cho dù mình trồng có trễ, hơi trễ chút xíu, mình có vô dĩ mình có gieo hơi trễ chút xíu, nó cũng nảy mầm, nó cũng kịp với những cây kia luôn các bạn. Còn các bạn để khô gieo thì cũng được, thì nhưng mà nó các bạn gieo một ngày không kịp thì các bạn qua ngày sau nó mới nảy mầm nữa thì nó mất thời gian. Còn mình ngâm như vậy thì cái thời gian của mình nó lên đồng loạt luôn, nó ra đều cây hết đó. Vậy xong các bạn lấy cái rổ đó, các bạn lấy tro trấu mình đó, mình sàng cho nó rắc lên lớp mặt là được rồi, mình tưới nước rồi xong là mình tưới nước là được rồi các bạn. Khi nào mà nó đâm lên mà lá đài lên á, thì nay thì nói chung là có những cái cây họt mạnh á thì nó đã phúng lên các bạn, để chút xíu những video sau mình chia sẻ cho các bạn xem. Lúc này thì mình cũng lu bu công việc cũng nhiều, thì
cũng gặp một số công chuyện rồi không không có quay nhiều cho các bạn xem được, thì mình cũng sẽ quay từng giai đoạn cho các bạn xem á. Thì nay cũng là được 4 5 ngày rồi, thì có những bạn thì gieo nay đó nó đã lên lên ra khỏi khỏi mặt chậu rồi các bạn, khỏi mặt bầu này rồi đó. Mình đơn giản mình bỏ về chút xíu mình sẽ rắc một lớp tro lên. Các bạn lấy cái rổ á, các bạn bỏ tro khô á, tro trấu mình mà tro khô các bạn rắc đều lên. Ừ, rồi xong cái chờ tưới nước lên, cái chờ nảy mầm xong rồi khi mà ra lá đài được cái lá thật của nó đó các bạn, thì mình sẽ tiến hành trồng vô chậu. Cái này đây rễ nó ra rồi nè các bạn. Cái này các bạn vô chậu á thì nó sẽ ra những cái rễ rễ tơ ha, còn là hiện tại giờ nó mới có rễ chuột của cây nhân thọ thôi ha. Thì mình dày lên trồng là mình chắc cú là một lỗ này là nó sẽ lên rồi đó, là sẽ có cây rồi đó, mình không có bị như là mình không có bị sót bầu nào luôn, là lên đều rang luôn các bạn đó. Này cứ từ từ mình làm các bạn, thì hiện tại mình vừa quay á, vừa làm cho các bạn thì mình vừa coi cái điện thoại nữa, thành ra nó hơi chậm, chứ mà mình gieo cái này thì lẹ lắm các bạn, tại vì có cái máy quay á, mình hơi dướng dướng chút thì hơi chậm. Rồi à, nói chung thì các bạn xem á, thì các bạn thấy cái kinh nghiệm nào hay các bạn nhớ chia sẻ comment bên dưới cho mình nha, để mình cùng nhau học hỏi để có những cái kinh nghiệm, rút ra những cái kinh nghiệm hay hơn ha. Rồi đó thì mình công việc mình gieo là vậy đó các bạn, thì những người khác thì làm sao mình không biết, nhưng mà theo của mình thì mình làm như vậy đó, nó chắc cú hơn, hơi chậm chút nhưng mà nó chắc bầu hơn, nó bầu nào nó chắc bầu đó. Tại vì một bịch nhân thọ thì bình quân thì thường tới 250 tới 300 hột. Nhưng các bạn gieo đâu có hơi lên hết đâu, thì bình quân nó khoảng gần dao động chừng 250 cây à. Đó. Một bịch có thể hơn cũng không có không chừng, mà có thể ít hơn cũng không chừng nha các bạn, cũng tùy theo thôi. Đó, tùy theo gói hạt giống của mình thôi. Đó, thì các bạn gieo mà gieo hạt khô á thì gieo hạt khô mà trực tiếp vô đây thì nó cũng sẽ có bầu lên bầu không, ví dụ như là ngay lọt ngay cái tỷ lệ đó thì các bạn sẽ tốn cái một cái dĩ như vậy đó. Còn mình thì gieo như vậy thì chắc cú hạt nào lên hạt đó luôn, cây nào ra cái đó đó. Còn vô dĩ vô bầu thì cái đó là do các bạn, mình thì vô bầu vô dĩ luôn, tại vì vô bầu thì cái cây nhân thọ mình nó sẽ tốt hơn, tại vì cái phân mà trong cái chậu trong cái bầu nó sẽ nhiều hơn trong cái dĩ này đó, thì cái cây nó sẽ phát triển tốt hơn. Còn các bạn trồng trong dĩ thì các bạn phải tranh thủ là vô giỏ sớm để cho nó có phân để mà nó nuôi dưỡng bộ rễ nó phát triển tốt. Các bạn để lâu quá thì cái cây nó sẽ bị yếu đó, thì mình kinh nghiệm mình là trồng nhiều năm vừa rồi thì mình thấy nó là như vậy, thì mình cũng chia sẻ với các bạn. Các bạn thấy không, có những cái hộp mà nó nảy nảy mầm mà mầm đó nó nãy dài, có những hộp nó chút xíu nữa các bạn, nó cũng tùy theo hạt thôi chứ không phải hạt nào nó cũng thấy, nhưng mà mình ngâm về thì nó sẽ đều để lấy nét các bạn đó. Như các bạn thấy nãy như có những hạt mà nó dài thòn không, hồi rồi giờ hạt này nó mới ra chút xíu à, rồi mình cũng bỏ vô vậy đó, thì nó đó, các bạn thấy nè, như hộp này nó mạnh nè các bạn đó, thì nó ra cái rễ nè, để lấy nét cho các bạn xem ha. Đó là cái những cái hộp này thì nó mạnh nè, nó ra rễ rất là dài luôn đó, mình bỏ vô mình chỉ cho nó vô, mình lắp miếng tro lên là xong đó, đơn giản các bạn. Cái này thì trồng thì bỏ hộp thì là cái khâu cực nhất đó, giờ nó lâu nhất, nhưng mà mình làm như vậy thì nó hơi lâu, nhưng mà nó chắc ăn hơn, nó ổn định, nó nói chung là nó sẽ khỏe cho mình sau này khi mình trồng chỗ chậu á, nó ngái hơn. Còn mình khỏi nhổ mình cấy, mình vô một lần vậy xong rồi tới ngày mình vô chậu lớn luôn.
các bạn này để nằm ngang cũng được nha các bạn, để cái rễ xuống cũng được, các bạn để chiều nào. Nó cái này nó cái đầu trắng này nè, cái đầu trắng nhọn nhỏ dưới nè, nó quay xuống là được. Hoặc để nằm ngang, mình để nằm ngang là tốt nhất nha các bạn. Tại vì để theo chiều nó ấy lắm nhỏ, mình bỏ vậy là xong. Một dĩ là 104 cây các bạn. Đó, thì mình vừa quay vừa chia sẻ các bạn á, thì nó hơi chậm chút xíu. Rồi để mình cho các bạn xem ở ngoài đó, mình đã ra dĩ mình rắc tro y chang như vậy là các bạn, thì nó đã lên một số rồi. Rồi mình mời các bạn cùng xem ngoài này ha. Rồi nè các bạn, thì đây là những cái dĩ mình đã gieo đã nó đã lên rồi nè mà. Cao chút xíu nè, thì nó cùng một lượt với cái dĩ hồi nãy luôn. Nhưng mà cái này ngày mai, dĩ cái kia ngày mai nó cũng sẽ ra đâm như vậy nè các bạn. Đó, tại vì cái này mình, đây đây là các bạn thấy nó đâm đâm mầm lên đó các bạn. Đó. Lên mới lay ra nè, đều hết luôn nha các bạn. Đó, nhưng mà có những cây này nó hơi chậm chút xíu, mai chiều nó cũng sẽ bung lên thôi. Nó có những hộp nó dài thì nó bung lên trước nè các bạn. Đó, như đây cũng lên nè. Đó, này lá lên nè các bạn. Đó. Rồi, ok, thì đây là mình chia sẻ cái lúc mà mình gieo bầu vô bầu, gieo hạt vô bầu cho các bạn cùng xem ha. Đó, bạn hãy nhớ đăng ký kênh và chuông miễn phí để ủng hộ cho mình nha. Mình trân trọng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình xin hẹn lại gặp lại các bạn trong những video sau. Những video sau là mình sẽ chia sẻ, thì nay là cũng được 4 ngày cây nó lên như vậy, thì tầm khoảng ngày mai ngày mốt nữa là nó sẽ lên đều do hết nha các bạn, thì mình cũng sẽ cập nhật cho các bạn cùng xem ha. Rồi ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh và chuông miễn phí để ủng hộ mình nha. Rồi bye bye.